Sau 2 tuần liên tiếp học sinh được nghỉ học để phòng dịch COVID-19, nhiều người cho rằng học sinh nghỉ học thì giáo viên cũng được nghỉ dạy và còn được hưởng lương. Nhưng thực tế không phải như vậy. Những ngày không học sinh vẫn là những ngày bận rộn của các thầy cô giáo. Ghi nhận của phóng viên tại một số trường trên địa bàn thành phố Hà Nội. Học sinh nghỉ học nhưng 100% giáo viên của trường tiểu học Kiến Hưng vẫn có mặt tại trường. Thời điểm này đúng vào lúc các trường phải tổ chức lấy ý kiến lựa chọn sách giáo khoa cho chương trình phổ thông mới. Do đó, các thầy cô phải đọc 5 bộ sách và phân tích, so sánh từng cuốn để có thể bỏ phiếu đưa ra quyết định. Quy định của phòng là tất cả các giáo viên đều phải đến trường. Thứ nhất là làm vệ sinh, tổng vệ sinh trường lớp thường kỳ một tuần mấy lần đấy. Rồi là phun thuốc khử trùng, rồi sắp xếp lại đồ dùng học tập ở trong lớp, đồ đạc để cho nó sạch sẽ, gọn gàng. Thế còn ngoài ra, ngoài thời gian dây ra thì chúng tôi thì còn rất là nhiều việc, ví dụ như là nghiên cứu về các bộ sách của chương trình mới tới đây, và có rất là nhiều bộ sách và chúng tôi phải họp chuyên môn để cùng nhau đưa ra những cái nhận xét xác đáng về các cái ưu khuyết điểm của từng bộ sách. Ngoài ra thì chúng tôi sẽ phải còn nghiên cứu về các cái kiến thức về phòng tránh dịch để hỗ trợ cùng với phụ huynh. Sáng họp, chiều tổ chức quét dọn, vệ sinh lớp học, từng cầu thang được lau chùi kỹ lưỡng, phun nước cọ rửa, tiệt trùng. Dụng cụ nấu ăn liên tục được luộc kỹ. Dù không có học sinh tới trường, nhưng cứ 2 ngày một lần, các thầy cô lại làm công tác dọn vệ sinh tổng thể một lần. Thì buổi sáng là sinh hoạt chuyên môn, buổi chiều là các cô sẽ đi vệ sinh theo từng khu vực của chúng tôi lên lịch cụ thể. Và cứ tiếp theo cho đến cuối tuần, và cuối tuần thì chúng tôi sẽ tập hợp giáo viên cả toàn trường để sinh hoạt chuyên môn và vệ sinh toàn trường. Hôm vừa rồi là chúng tôi cũng làm một cái chuyên đề. Hôm nay chúng tôi cũng đã cho nhân viên nhà bếp đến để vệ sinh bếp và luộc bát, khay, khử để đảm bảo vệ sinh tốt nhất, an toàn tốt nhất cho học sinh đến trường. Trường Trung học cơ sở Chu Văn An, các giáo viên cũng có mặt đầy đủ trên trường như những ngày có học sinh đi học, cập nhật thông tin sức khỏe học sinh, soạn giáo án để chuyển cho học sinh ôn tập là công việc hàng ngày của cô Đặng Thị Thúy Mai. Suốt 2 tuần nay, giao bài tập rồi lại cùng phụ huynh đốc thúc các con làm bài, chấm điểm bài các con đã làm, ghi chú những lỗi các con hay mắc, khối lượng giảng dạy cũng không vì nghỉ mà giảm đi. Học sinh nghỉ học không có nghĩa là giáo viên sẽ được nghỉ theo. Thứ nhất, về công tác chuyên môn, thì dù học sinh nghỉ học thì chúng tôi vẫn phải hoàn thành các cái công tác chuyên môn như bình thường, theo đúng lịch công tác đề ra. Thứ hai, nữa là chúng tôi phải chuẩn bị các bài tập, tất cả các giáo viên đều kết hợp phải chuẩn bị các bài tập cho học sinh để học sinh ôn tập ở nhà. Ví dụ như là các phần worksheet, các bài tập, ví dụ chúng tôi có hệ thống bài tập online, vì vậy là chúng tôi có thể gửi được cả hệ thống bài tập worksheet qua email cho phụ huynh. Nó không hoàn toàn đủ so với cái thời gian học trên lớp, nhưng cũng giúp để cho các con có thời gian củng cố kiến thức và cũng như là có thời gian tập trung vào việc học. Chọn sách giáo khoa, soạn bài tập cho học sinh, dọn vệ sinh trường lớp. Thậm chí, các thầy cô còn kiêm nhiệm thêm cả nhân viên y tế khi đang học cách hướng dẫn phòng dịch cho học sinh, tự phun thuốc khử trùng cho lớp học. Và tới đây, khi học sinh trở lại trường, các thầy cô sẽ là người theo dõi và kiểm tra thân nhiệt của từng em. Học sinh nghỉ, nhưng không có nghĩa là giáo viên cũng được nghỉ. Các thầy cô những ngày không học sinh còn bận rộn hơn rất nhiều.